Chào anh em đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng Bonsai. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mở cửa 2 ngày rồi, nay ngày mùng 2 tháng 10 thì chỗ anh em sao rồi? Chỗ em thì cũng đông vui, nghe nói là ship cây đầu lại trong nội ô thành phố đó bắt đầu cho phép rồi. Thì nếu mà anh em nào muốn qua vườn em giao lưu ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì em cũng nhận giao lưu tại vườn rồi nha anh em. Thì anh em chích một hai mũi gì đó thì có thể điện thoại em qua giao lưu tham quan, hoặc là qua xin giống gì cũng được, nếu có giống thì em cắt cho, thì có gì cứ liên hệ với em. Thì em làm cái clip này thì quay xem quay cho anh em xem cho vui những cái giống dảo ba hồ, dảo siêu bông, dảo thủ đức. Này, cái mặt bông đó, thực tế trên cây nó như thế nào vào cuối tháng 8 tháng 9 âm lịch này thì mình xem tham khảo xem cho vui nha anh em. Cái đầu tiên đó là cái giống dảo ba hồ, thì cái này mở được 2 ngày rưỡi nha anh em, như qua 2 cơn mưa lớn rồi anh em ơi. Bông hiện tại thì hơn 3 ngón tay một xíu mà cũng tươi lắm, không biết lên điện thoại nó thể hiện được không, tại vì trời đang âm u quá. Cái giống dảo ba hồ này á, em có review một clip rồi, thì clip đó là em nói chi tiết về sức sống rồi những cái đặc điểm, những cái khuyết điểm của cái giống dảo ba hồ này, anh em có thể xem lại ở phần mô tả, em sẽ để link ở bên dưới. Nhưng mà em sẽ nói lại về cái đặc tính của cái dảo ba hồ này á, nó có 2 cái mà ưu điểm. Thứ nhất là nó kéo sẹo rất là tốt ở những cái vị trí mặt cắt này nha anh em, mặt cắt tiếp giáp của bo ghép với lại cái thân á. Nếu mà trường hợp anh em mình chơi bonsai, mình lưu ý đến cái việc mà cái mặt cắt phải liền á, liền lạc để chỉnh cây bonsai á, thì mình cũng có thể mình tham khảo cái giống dảo ba hồn này để mình chơi. Cái thứ hai, cái đặc tính thứ hai á, thì cái bông nó cũng khá đẹp. Thì nó trong cái clip trước thì em nói giống như nó tương tự như cái thủ đức anh em ơi, mặt bông, cách làm bông, cái đặc tính sinh trưởng này nó cũng tương tự như thủ đức, nhưng mà bông nó hơi khác. Thì anh em xem bông này thấy nó to tròn hơn nha anh em, nó tròn, cảm giác cái bông nó tròn hơn là cái dảo thủ đức chút xíu. Thì nếu mà anh em nào mà có ý định là mình sưu tầm nhiều giống thì có thể mình tìm mua trên mạng cái giống dảo ba hồn này nha anh em. Tại vì em không có bán giống nên em không có giao lưu giống nha anh em, anh em thông cảm, tại vì vườn ở Sài Gòn á chật chội quá, nếu mà làm giống nó thì không có cái mức cái lợi nhuận được. Thì em xem em quay thêm một cái mặt bông dảo ba hồn trên cây nè anh em. Này thì nó hơi bị dập do trời mưa với nở cũng lâu ngày nè, bông cũng rất là khá. Đây là dảo ba hồn do vô kẽm á, nó tức cây thì nó ra một số bông gió. Nhưng tiếp theo thì em quay cái dảo siêu bông trên một cây mai đế cũng tương đối, nằm chậu 69 nha nè, một toàn lớn. Dạ, em quay cái mặt bông tạm cho anh em xem dảo siêu bông. Thì dảo siêu bông này thì em cũng có là một cái video riêng, mà giống dảo siêu bông này đang cực kỳ hot nha anh em. Thì trong cái video đó em có phân tích rất là rõ những cái đặc điểm, ưu điểm của cái giống dảo siêu bông này, anh em có thể tìm lại xem. Nhưng mà ở cái video này thì em sẽ nói nó có 3 cái đặc điểm tốt. Thứ nhất là cái sức sống, sức đề kháng, nói chung là cái đặc tính sinh trưởng của nó tương tự như thủ đức. Và cái mặt bông, cái thứ hai là cái mặt bông nó rất là đẹp, với những anh em nào yêu mến dòng dảo đẹp và to nha anh em. Cái này thì nó đeo trên cây nè, em ngắt xuống anh cho anh em xem, đẹp và to, có nhụy to, to bông trái mùa mà như thế này rất là ok rồi. Thì cũng có nhiều số bông nhỏ hơn và có một số bông lớn hơn. Đó là cái ưu điểm thứ hai là bông khá đẹp. Cái ưu điểm thứ ba của nó rất là nhanh ăn anh em.
Cái video trước em có giới thiệu cây ghép tấm 6 tháng, thời điểm đó thời điểm này 8 tháng mà nó chơi, nó có bộ toàn nó đã đủ và tới năm nay mình chơi ok luôn. Cái đặc điểm thứ ba của nó, nếu mà anh em nhà vườn nào á mà muốn kinh doanh á, thì em nghĩ á, là cái dảo siêu bông, một cái giống mà giống như là nó đang hot á. Cho vô nhà anh em nhà vườn chơi, nếu mà kinh doanh á, thì mình chọn dảo siêu bông để mình mau ăn. Nói chung là ghép thì trong một năm á, là mình chơi được rồi. Cái thứ hai đó là dảo thứ đức nè, dảo thứ đức trên cây mai vàng. Rồi đặc trưng dảo Thủ Đức thì em không có làm video tại nó quá nổi tiếng rồi. Này cũng nở mấy ngày rồi nó bị rụng nhị nên nè. Thì dảo siêu bông với dảo rước cũng tương tự nhau, nhưng mà dảo siêu bông này cái anh em nãy để ý cái bông hồi hồi nãy đó, so với bông này thì cái nhụy của Thủ Đức đậm hơn anh em, màu cam và đậm hơn và nhiều hơn cái dảo siêu bông. Thì cái giống dảo Thủ Đức này nó quá nổi tiếng rồi, em không có nói nhiều, anh em xem ngắm cho vui. Mấy cây nãy giờ em quay á, thì em đều có giao lưu, nếu anh em nào thích á, thì có thể chụp lại màn hình gửi em báo giá chi tiết nha anh em. Cây này thì bộ xương chi cái thân lắc rất là đẹp. Nếu anh em nào thích á, thì có thể chụp lại màn hình và gửi cho em, thì em gửi cái thông tin anh em mình giao lưu. Để em quay thêm một cái cây mai Thủ Đức ghép thứ quý nha nè. Đây, dảo Thủ Đức ghép thứ quý. Thì nếu mà anh em nào yêu mến những cái cây mà nãy giờ em quay, hoặc là đang tìm cái giống, đang tìm những cái cây mà mình muốn chơi mà mình chưa có thấy ở trong video em á, thì có thể liên hệ với em để em tư vấn thêm. Vườn của em ở đường An Phú Đông, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại em là 0938 934323. Ở đây thì một cái cây tứ quý ghép dảo ba hò nè, bộ đó đẹp. Cây này em bán về gạch giá cho anh, ông anh ở gạch giá rồi. Nếu cây này mà nó ra bông thì rất là ok, tại vì 4 năm rồi. Mà tứ quý ghép thì nó rất là sụn, mọc nó đẹp lắm. Nó rụng hết rồi anh em, mà không có bông để quay cho anh em xem. Giờ đây là một cái cây mai sụt chải nè. Trong cái dòng sù thì em thấy cái sụt chải đẹp nhất, nó đẹp về cái mặt mình nhìn bên ngoài. Cái thứ hai là mình cảm nhận được cái độ già của cây, thì sù là thể hiện cái độ già của cây anh em. Dạ, em cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh Lê Việt Mai Vàng Bonsai. Nếu mà thấy kênh chia sẻ thông tin thú vị thì có thể đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn anh em ở video sau.